Vâng, chào tất cả mọi người. Nếu như đến ngay lúc này mà các bạn chưa tìm kiếm được đường link để xem được trực tiếp trận đấu giữa Manchester United và Brighton ở đâu khi mà nói chỉ trực tiếp ở trên những hạ tầng mà chúng ta không có điều kiện để kết nối được thì bây giờ Di sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách để các bạn có thể là xem được trực tiếp ở trận đấu này ngay trên chính thiết bị di động của các bạn mà không cần phải kết nối chi cho xa xôi cả. Các bạn cứ việc xem Di hướng dẫn một hai phút chẳng những các bạn xem được trực tiếp trận đấu giữa Manchester United và Brighton và ngoài ra các bạn cũng có thể xem được tất cả những trận đấu còn lại ở năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu và một số trận đấu hấp dẫn khác. Khi mà Di hướng dẫn xong thì các bạn hãy là lưu lại cái đường link này để sau này các bạn xem bóng đá nha. Nếu như các bạn thấy cái hướng dẫn này có thể giúp ích được cho các bạn thì mong các bạn đừng quên tiết cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha để sắp tới mình cũng sẽ cập nhật những đường link của những trận đấu hấp dẫn cho các bạn xem cho nó đã nha. Bây giờ Di sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn ngay đây. Hiện tại thì Duy cũng đã cập nhật cái đường link xem trực tiếp giữa Manchester YouTube và Brighton ở bên dưới phần bình luận luôn rồi. Các bạn cứ việc xuống dưới phần bình luận và ấn vào link xem trực tiếp và cùng xem thôi. Bây giờ Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Các bạn nhớ xem Duy hướng dẫn nè. Ok, đầu tiên anh em cứ truy cập vào ứng dụng Google Chrome ha. Anh em nhớ là Google Chrome chúng ta mới tìm được nha. Sau đó anh em lên tìm kiếm nè. Anh em gõ là chữ mì tôm 90 chấm tiếng rưỡi như thế này nè. Đó, sau đó anh em tìm kiếm ha. Sau khi tìm kiếm xong thì anh em sẽ thấy 90 phút như thế này. Anh em cứ việc ấn vào. Hoặc là có cái nào mà có đường link là 90 phút 3 sạc ly thì cái đó cũng được. Ấn vào nó xem cái ha. Đó, sau đó thì anh em cứ thấy như thế này. Thì hầu như là tất cả những cái này là cái nào cũng trực tiếp bóng đá cho anh em xem được. Nhưng mà mình thấy là 90 phút là cái chỗ mà xem ok nhất. Full HD rõ nhất thì anh em cứ việc ấn vào nó cái ha. Đó, thì anh em tắt quảng cáo đi thì cái link này nó được cái là nó nhiều quảng cáo cho nên là cũng hơi bất tiện anh em chịu khó tắt nha và anh em lướt màn hình lên lướt màn hình lên đây trận đấu giữa Manchester United và Brighton nằm đây thì anh em cứ việc uh, ấn vào và xem thôi ấn vào nó một cái ha anh em cũng tắt quảng cáo đi đây ở đây thì uh, hiện tại thì mình làm cái clip này lúc nó chưa đá cho nó như vậy thì uh, lúc nó đá rồi thì nó sẽ hiện lên đó cho anh em xem thôi còn ngoài ra thì anh em cũng có thể xem được uh, trận đấu giữa Leicester và Brentford luôn ha, cứ việc ấn vào và xem và ngoài ra thì anh em còn xem được các giải như Hà Lan, Pháp, Đức và thậm chí là những ngày tới thì cái trên cái link này nó cũng cập nhật những trận đấu hàng ngày luôn cho anh em xem luôn, muốn xem trận nào và ấn xem thôi. ngoài ra thì chúng ta cũng có thể xem được Philip nữa nè, Hàn Quốc thì uh, anh em muốn xem trận nào thì cứ việc ấn vào thôi. thì uh, hướng dẫn tới đây uh, thì chắc anh em cũng đã biết rồi thì nếu như anh em thấy mình hướng dẫn cho anh em có thể là giúp ích cho anh em xem được những trận đấu hấp dẫn á. Mong anh em hãy like và đăng ký kênh này để sắp tới thì mình cũng sẽ cập nhật những cái đường link của những trận đấu mà chúng ta không tìm kiếm được cho anh em xem nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại chúc anh em xem vui vẻ.